Chào anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu Hiền Studio. Và Agnos là một trong những thương hiệu sản xuất thiết bị âm thanh hàng đầu tại thị trường Việt Nam, có rất là nhiều sản phẩm đình đám. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một sản phẩm cũng đến từ nhà Agnos, đó là Agnos KSnet 445. Nó có thật sự như lời đồn hay không? Ở trong video này thì nó sẽ nói về 4 phần của chiếc loa. Đầu tiên đó là thiết kế cũng như là các phụ kiện đi kèm. Thứ hai là tính năng và các hướng dẫn sử dụng cơ bản ở trên đây. Thứ ba là trải nghiệm âm thanh thực tế của dòng loa. Và cuối cùng đó là giá bán cũng như là các chính sách hiện có của dòng loa này tại hệ thống hiếuhiền.vn. Mời mọi người cùng tham khảo nha. Đến với phần review chi tiết của dòng loa Agnos KSnet 445 này, đầu tiên mọi người có thể thấy kích thước hình chữ nhật, có thể xem thông số cụ thể bên đây. Và cân nặng của nó rơi khoảng 14kg. Chất liệu bằng thùng gỗ và bên ngoài được sơn một lớp màu xanh như thế này, nhìn khá lạ mắt mọi người ha. Mặt trước sẽ có logo của thương hiệu Agnos nằm giữa trung tâm. Bên ngoài là khung lưới bao bọc hệ thống loa, bên trong gồm hai loa pass và hai loa trip. Phía bên trên này chúng ta sẽ có một tay cầm bằng nhựa khá là chắc chắn và để cho mình cầm khi di chuyển. Các hệ thống nút điều khiển bằng kim loại màu vàng ở phía trên. Và mặt sau thì chúng ta sẽ có đầy đủ các cổng kết nối và cổng nguồn. Bên cạnh đó cũng sẽ có thêm một lỗ thoát khí để tản nhiệt. Về phụ kiện đi kèm thì chúng ta sẽ có hai cái micro bằng hộp kim nhôm cao cấp như thế này. Và những sản phẩm này đã đạt chứng nhận hợp quy về những sản phẩm kết nối không dây mọi người nha. Và cảm nhận cá nhân khi mà Inox mà hát bằng cái micro này á, thì nó rất là nhẹ, không có bị hút hơi và nặng giọng, giống như là các sản phẩm khác mà Inox từng sử dụng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có một remote điều khiển từ xa để chọn bài cũng như là chọn bài hát karaoke. Và ở đây thì mình sẽ chọn được bài hát bằng giọng nói luôn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ được tặng kèm là 6 viên pin này, dây kết nối nguồn cũng như là sổ hướng dẫn bằng tiếng Việt, kèm luôn cái phiếu bảo hành. Và sản phẩm loa này chúng ta sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng. Về tính năng sử dụng thì mọi người có thể kết nối chiếc loa này với điện thoại, máy tính bảng hay là laptop để hát karaoke, nghe nhạc chất lượng cao. Và dòng loa này đang sử dụng chuẩn Bluetooth là 5.0 mới nhất trên thị trường để có thể kết nối được Bluetooth được ổn định. Và mọi người có thể sử dụng nó thoải mái trong phạm vi từ 10 đến 15 mét hát karaoke hay nghe nhạc. Và với tính năng nổi bật thứ hai là chúng ta sẽ được tích hợp một cái đầu Smart Karaoke 4K ở trong này. Bên cạnh là hồi đó giờ mình có thể chọn bài hát karaoke online từ kho nhạc miễn phí và cập nhật liên tục, đó là YouTube. Thì bây giờ mọi người cũng có thể chọn bài hát offline ngay khi mà chúng ta không có mạng internet vẫn có thể hát karaoke được. Đó là trong đầu loa karaoke này chúng ta sẽ có 14.000 bài hát chất lượng cao 4K. Và anh chị có thể dùng nó để phát karaoke 4K lên trên màn hình TV thông qua cái cổng kết nối là HDMI ở trong cái loa này luôn. Và với cái ứng dụng hát karaoke được tích hợp sẵn của hãng thì chúng ta có thể điều khiển hát karaoke chọn bài ngay trên cái điện thoại di động của mình luôn. Và nếu trong cuộc vui mọi người có bạn bè, gia đình cùng hát karaoke chung á, thì mình có thể sử dụng nhiều thiết bị để điều khiển cái ứng dụng hát karaoke này để chọn bài. Và cụ thể là có thể sử dụng nhiều điện thoại, mỗi người cầm cái điện thoại riêng để điều khiển và chọn bài hát nha. Phía bên trên này mọi người sẽ có nguyên dãy nút bằng kim loại để điều chỉnh âm thanh ở trong loa. Từ bên trái qua phải thì mình sẽ có nút âm lượng tổng thể nè. Ở đây thì mình sẽ có nút âm lượng của nhạc nền, âm trip của nhạc nền, âm bass của nhạc nền. Ở đây là điều chỉnh echo. Và nguyên cái dãy bên đây thì mình có thể điều chỉnh âm lượng của micro, bao gồm như là âm trip của micro nè, âm bass của micro. Và ở đây là hai nút âm lượng của micro, bởi vì mình có hai cái micro rời đi kèm. Và nút cuối cùng ở đây là âm lượng của guitar. Như vậy thì đối với dòng loa này chúng ta có thể điều chỉnh riêng biệt giữa âm lượng của nhạc nền, âm lượng của micro và âm lượng của nhạc cụ, cụ thể ở đây là guitar. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có đầy đủ các cổng kết nối như là nút nguồn nè, 3 cổng USB, 1 cổng mạng LAN, 1 cổng HDMI 4K để mình có thể phát video karaoke 4K lên trên TV, 1 cổng line-in nè, cổng optical, 1 cổng 6.3mm của guitar và 1 cổng nguồn 220V. Với tính năng điều khiển ở trên điện thoại thì mọi người có thể chọn bài hát karaoke ngay trên điện thoại của mình bằng một cái ứng dụng của hãng. Đó là ứng dụng karaoke trên này. Chọn như đây, karaoke đừng như thói quen. Hết sức là nhanh nhạy luôn. Remote đi kèm ở trong bộ sản phẩm này có tính năng là tìm kiếm bằng giọng nói. Tuy nhiên là cái giao diện mặc định khi mà chúng ta mới mở lên và kết nối với TV á, thì nó sẽ như thế này. Và để sử dụng được tính năng điều khiển bằng giọng nói với remote này thì mình phải chuyển sang chế độ bằng cái nút ở trên đây nha. Karaoke đừng như thói quen.
Khi mà mọi người tìm kiếm bằng giọng nói thì kết quả của nó ra khá là nhanh, gần như là ngay lập tức có thể hiển thị ra cái nguồn kết quả như thế này. Và cái kết quả trên đây á, thì mọi người sẽ thấy nó hiển thị từ hai nguồn, một nguồn là từ YouTube ở hàng trên và một nguồn các bài hát hiển thị là từ cái kho nhạc của Agnos. Và hiện tại dòng loa Agnos KSNet 445 này đang có giá bán là 6.500.000 đồng tại hệ thống hiếuhiền.vn. Tuy nhiên là vì số lượng có hạn cũng như là các chương trình khuyến mãi được cập nhật liên tục nên mọi người có thể truy cập vào website inox để bên dưới phần mô tả của video này để xem giá bán chính xác nhất vào thời điểm mà anh chị xem video nha. Và video đến đây cũng đã hết rồi. Mọi người cảm thấy chiếc loa này như thế nào hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho inox được biết với nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.